Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về ngữ pháp của bài số 6. Ngữ pháp của bài số 6 thì sẽ thiên về cái dạng câu điều kiện nếu mà. Và chúng ta sẽ có 5 mẫu câu như thế này. Đầu tiên chúng ta sẽ cùng đi vào mẫu nada. Nada thì với thông thường thì các bạn biết là nada chỉ đi với cái dạng câu điều kiện của danh từ hoặc là tính từ đuôi na, đúng không nào? Do vậy thì với trường hợp này chúng ta cộng trực tiếp danh từ hoặc tính từ đuôi na cộng với nada. Còn nếu như mà trường hợp trước nó là một cụm động từ, một cụm câu thì các bạn phải có một cái danh từ hóa là no với nada. Do vậy có một số trường hợp nó sẽ, nếu mà đi với tính từ và tính từ đuôi na và danh từ thì chúng ta cộng trực tiếp nada. Còn với cụm động từ thì chúng ta thêm no. Cái mẫu câu này mang nghĩa là nếu mà A thì cái gì đó B. Và ý nghĩa của nó là gì? Người nói nhận được một thông tin nào đó, biết được một thông tin nào đó. Và gì? Nếu mà là như vậy thì tôi sẽ như thế nào đó. Để người nói thể hiện cái mong muốn đánh giá hoặc cái ý chí của mình với đối phương. Với ví dụ đầu tiên, その箱もう使わないんですか？もう使わないんですか？使わないなら私にください。Ok, cái hộp đấy anh không dùng nữa à? Nếu mà không dùng nữa thì hãy cho tôi. Vậy thì ở đây chúng ta có cái bối cảnh là người nói người ta biết được một cái thông tin là gì? À, hình như là không dùng nữa. Nếu như mà đúng cái thông tin đó thì hãy cho tôi, là thể hiện cái mong muốn. Nếu mà, đúng không? Với câu số 2. À, 明日は雨か。雨なら。サイクリングには行けそうもないね。Chúng ta có là 行けそうもない, có nghĩa là không thể đi được, dùng để đưa ra cái dự đoán. Bình thường chúng ta nói là có thể đi được, chúng ta nói là 行けそう, đúng không? Hoặc là trời có thể sắp mưa, 降りそう, 雨が降りそう. Thì bây giờ chúng ta có dạng là そうもない là gì? Có thể không cái gì đó. Ngày mai lại mưa à? Nếu mà mưa, thông thường nó lặp lại cái thông tin mà nghe được này. Nếu mà mưa thì là có lẽ là sẽ không thể đi đạp xe này, đúng không? Cycling thì đạp xe. Tiếp tục chúng ta có ví dụ thứ 3. その本読んでしまったのなら私に貸してくれませんか？Nhìn vào quyển sách mà chỉ là nếu mà anh đọc xong cái quyển đấy rồi thì cho tôi mượn được không? Đấy, thì là nó mang cái ý nghĩa là chúng ta người nói có một cái thông tin là như thế. Thông tin là gì? Hình như nó đọc xong rồi. Hay là thông tin hình như cái hộp này người ta không, anh ấy không dùng nữa. Hay là gì? Trời có thể sẽ mưa. Và người ta đưa ra cái đánh giá này, hoặc cái mong muốn và ý chí của mình. Về sau thường ở những cái dạng là gì? Mong muốn cho tôi được không? Hoặc là gì? Đánh giá là có thể hoặc không thể gì đó. Thì chúng ta chỉ sử dụng với nada ở cái cấu trúc này. Tiếp tục chúng ta chuyển sang teo hoặc no deva. Với teva thì các bạn nhìn vào chạy khám sách cái cách người ta hướng dẫn này là teva thì tất cả sẽ chia về thể t hết. Với động từ thì sẽ là vt. Với tính từ đuôi y thì các bạn bỏ y thay bằng kute. Với tính từ đuôi na hoặc là danh từ thì chúng ta sẽ chuyển thành deva, đúng không? Còn trường hợp nếu như các bạn không cộng trực tiếp thì các bạn chuyển hết cả cái một cụm động từ hoặc là danh từ đó về thể thông thường và chúng ta danh từ hóa nó bằng cách là thêm no deva. Mẫu câu này mang nghĩa là nếu mà A, tức là nếu làm một cái việc gì đó, nếu mà A thì một cái điều không tốt sẽ xảy ra. Yokunai kekka ni naru sẽ chuyển đến một cái kết quả nó không tốt. Do vậy cái phần vế đằng sau của cái teva hoặc deva này này thì cái câu bao giờ nó cũng mang nghĩa tiêu cực hoặc là không tốt. Ví dụ 1. Yamanaka san wa chusetsu shita bakari da kara omimai ni itte wa kaette mewaku daro. Chusetsu suru là phẫu thuật. Ở đây là gì? Chusetsu shita bakari là vừa mới phẫu thuật xong. Yamakawa thì vừa mới phẫu thuật xong. Do vậy, nếu mà đi thăm anh ấy, omimai là dùng cho đi thăm người ốm đúng không ạ? Nếu mà đi thăm anh ấy bây giờ ấy, thì chúng ta có một cái phó từ là cái tệ là ngược lại. Ngược lại, trái lại, tức là làm một cái việc gì đó thì kết quả nó bị ngược lại, nó không theo đúng như mong đợi. Thì trái lại là gì? Có lẽ là sẽ gây phiền hà cho anh ấy.
nếu mà mình đi thăm bây giờ kết quả không tốt đúng không nào. Ví dụ thứ hai, sonna musekini na taido de wa minna ni kirawaremasu yo, đúng không? Kirau thì chuyển thành kirawaremasu, bị ghét, bị mọi người ghét. Vậy cái câu này sẽ hiểu theo nghĩa là gì? Nếu mà cái thái độ vô trách nhiệm như thế thì sẽ bị mọi người ghét đấy. Thái độ là thái độ, một danh từ, vậy chúng ta sẽ cộng là deva. Nếu mà có cái thái độ như thế thì cái hậu quả, cái kết quả là gì? Sẽ bị mọi người ghét. Chúng ta chuyển câu kirau chuyển thành thể bị động kirawareru, và bị ai đó ghét thì chúng ta đi với trợ từ ni. Tiếp tục với câu số 3, chúng ta có ima kara ie o tatte hajimeru no de wa nen nai ni wa dekiagaranai. Dekiagaranai thì xuất phát từ dekiagaru, nghĩa là xong, hoàn thành. Dekiagaranai nghĩa là gì? Không xong, không hoàn thành. Câu này thì cả một cái cụm đằng trước là một cụm động từ, do vậy mà người ta đã chuyển thay thêm no để danh từ hóa. Ý nghĩa của nó là nếu mà bắt đầu xây nhà từ bây giờ ấy thì không thể hoàn thành trong năm nay được. Nên nay trong năm, đúng không? Đó cũng là một cái điều, một kết quả nó không tốt. Vậy thì chúng ta sẽ sử dụng với teva hoặc no deva. Tiếp tục chúng ta sang mẫu câu thứ 3, đó là danh từ chúng ta sẽ cộng với sai, và đằng sau nó động từ sẽ chia về thể điều kiện. Cụ thể là động từ sẽ chia về ba, còn tính từ đuôi y thì các bạn bỏ y cộng với kereba. Đối với tính từ đuôi na hay là danh từ thì các bạn cộng với nara, mang nghĩa là chỉ cần cái danh từ n này thì sẽ như thế nào đó. Còn đối với động từ, các bạn cũng có thể cộng trực tiếp bằng cách bỏ đuôi mas cộng với sai sureba, nghĩa là chỉ cần làm cái gì đó thì sẽ như thế nào đấy. Mẫu câu này mang nghĩa là chỉ cần a thì cái a sẽ là cái điều kiện cần và đủ. Chẳng hạn như Taro wa manga sae yonde ireba taikutsu shinai you da. Taikutsu nghĩa là gì? Chán. Câu này có nghĩa là gì? Cậu bé Taro ấy thì chỉ cần cái đọc truyện, đúng không? Chỉ cần đọc truyện thì sẽ không thấy chán nữa. Manga sae, manga là một danh từ, sae và đằng sau động từ chia về thể điều kiện. Chỉ cần đọc truyện này, manga sae yonde ireba taikutsu shinai. Còn nếu mà làm cái khác thì chắc chắn nó sẽ thấy chán. Còn chỉ cần cái đó thôi, cái đó đều là điều kiện cần và đủ, thì nó sẽ không thấy chán nữa. Câu số 2, karada sae jobu nara donna koto ni mo chousen dekiru. Chousen nghĩa là mình đương đầu, thách thức, chiến đấu với một cái gì đó. Câu này thì jobu là tính từ đuôi na, do vậy chúng ta chuyển thành nara. Chỉ cần cơ thể khỏe mạnh hoặc là chỉ cần cơ thể ổn thì có thể đương đầu với bất kỳ việc gì. Donna koto ni mo chousen dekiru, đúng không? Chỉ cần cái an bên này là cái điều kiện cần và đủ thì sẽ được thực hiện cái về sau. Câu thứ 3 chúng ta có hitokoto gomenasai to iisai sureba aite wa yurushite kureru darou. Hitokoto là một lời nhé. Ở đây thì chúng ta đã cộng trực tiếp với động từ imasu. Iisai sureba, bỏ đuôi mas đúng không nào? Chỉ cần nói một lời xin lỗi thì có lẽ là đối phương sẽ tha thứ cho mình. Chúng ta có động từ là yurusu là tha thứ, đúng không? Hay. Vậy thì cái vế đằng trước, vế A thì sẽ là điều kiện. Chỉ cần làm cái việc đó thì sẽ đạt được cái kết quả gì đó ở vế sau. Hay. Tiếp tục chúng ta chuyển sang mẫu câu thứ tư, đó là thật thôi. Và động từ hay là tính từ, danh từ chúng ta chia về temo. Nếu về tính từ thì chúng ta bỏ đuôi y cộng với kute, động từ chia về vt. Còn tính từ đuôi na hay danh từ thì các bạn chuyển thành demo. Trước kia thì chúng ta đã nghe cái từ tatoe trong tatoe và ví dụ không? Đúng vậy, thì do vậy trong cái câu này nó mang nghĩa là gì? Giả sử, giả sử, đúng không? Nhưng mà đây là demo, cho dù có gì đi chăng nữa thì vẫn gì đó. Thực chất với cái mẫu câu này thì trước kia chúng ta đã từng học rồi, vt mộ
là cho dù gì đó, cái tattoo ở đây thì nó chỉ mang vào mang cái ý nghĩa là nhấn mạnh. Do vậy mà nó cái cụm này nó cố định, khi nào mà đi với tattoo thì sẽ là vetemo. Chẳng hạn như nhé, tattoo mawari no hito tachi ni donna ni hantai saretemo boku wa puro no kashiu ni naritai. Câu này cho dù các bạn có bỏ cái tattoo đi chăng nữa thì nó vẫn mang nghĩa là cho dù, đúng không? Câu này là gì? Hang tai suru là phản đối, hang tai sareru là bị phản đối, bị ai đó phản đối, đúng không? Mawari no hito tachi là những cái người xung quanh. Donna ni, đến mức nào thì chăng nữa, đúng không? Cả cái cụm này có nghĩa là gì? Cho dù có bị mọi người xung quanh phản đối như thế nào đi chăng nữa, Donna ni ở đây chỉ mức độ, đúng không? Thì tôi vẫn muốn trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp. Puro no kashiu, puro là chuyên nghiệp, puro no kashiu là ca sĩ chuyên nghiệp, đúng không? Cho dù A đi chăng nữa thì cũng làm cái việc B trái lại, đúng không? Tiếp tục với câu số 2. Tatoe takakutemo shikoto ni hichyou na mono wa kawanakereba nararai. Những cái đồ mà cần thiết cho công việc ấy thì cho dù có đắt đi chăng nữa vẫn phải mua, đúng không? Tatoe takakutemo, takai thì chuyển thành takakutemo. Tiếp tục với câu số 3. Tatoe mendou demo genko shindan wa maitoshi uketa hou ga ii desu yo. Genko shindan là gì? Khám sức khỏe. Mendou là phiền phức, phiền hà, khó chịu. Cho dù có phiền đi chăng nữa thì cũng nên khám sức khỏe hàng năm, đúng không? Maitoshi uketa hou ga ii desu yo. Mendou là gì? Một tính từ đuôi na, hoặc là nó có thể là một danh từ nữa. Do vậy chúng ta sử dụng là mendo demo. Vậy thì với câu này mang ý nghĩa là cho dù có một cái sự thực là A đi chăng nữa thì cái kết quả của nó vẫn là một cái gì đó nó trái lại. Cho dù bị ngăn cản thì vẫn muốn làm, cho dù đắt thì vẫn phải mua, hay là cho dù có phiền phức đi chăng nữa thì vẫn phải đi khám. Chúng ta thêm cái tatoe cộng với temo ở đây thì tatoe với vai trò là nhấn mạnh cho cái cụm câu này thôi. Cuối cùng chúng ta có ba tara hoặc nara. Thì mỗi câu này thì mang ý nghĩa là nếu mà xảy ra cái trường hợp đó thì chắc chắn sẽ như thế nào đó, nhưng mà nó lại ngược lại. Và đây là một câu điều kiện để nói về một cái giả sử nếu mà như thế nào đó. Và cái giả sử đấy thì nó dẫn có là gì? Không có, hoặc là gì? Không có thật trong hiện tại hoặc là trong quá khứ. Ví dụ nhé. Okane to hima ga areba watashi mo gai gai ryoko suru nda kedo. Giá mà hoặc nếu mà có tiền và có thời gian rảnh thì tôi cũng muốn đi du lịch nước ngoài. Gai gai ryoko suru là đi du lịch nước ngoài. Thế nhưng mà thực tế thì lại không phải như vậy. Tôi không có tiền cũng như là tôi không có thời gian rảnh, đúng không? Giả sử mà tôi có thì tôi sẽ làm như vậy. Giả sử tôi có tiền và có thời gian rảnh thì tôi sẽ đi. Nhưng thực tế thì không phải. Câu số 2. Moshi nebo shite tara kono hikoki ni wa nore nakatta. Mani atte yokatta. Nebo suru là ngủ nướng, ngủ cố thêm ấy. Nếu mà tôi ngủ nướng thêm ấy thì tôi đã không thể lên cái chuyến bay này rồi. May mà tôi kịp, đúng không? Vậy thì đây là một cái câu điều kiện về một điều gì đó không có thật trong quá khứ. Bản thân người đó vẫn lên kịp chuyến bay và người đó đưa ra một cái giả thuyết là nếu mà tôi ngủ nướng thì chắc chắn là tôi không kịp. Nhưng mà thực tế thì là tôi không ngủ nướng và tôi vẫn lên kịp chuyến bay đó. Hay, tiếp tục câu thứ 3. Zannen da. Gakusei nara gakusei waribiki de chiketto ga kaeta no ni. Ôi tiếc quá. Giá mà tôi là học sinh thì tôi đã có thể mua vé được cái theo cái kiểu giảm giá dành cho sinh viên. Gakusei waribiki là giảm giá dành cho sinh viên. Thế nhưng mà thực tế thì tôi không phải là học sinh. Do vậy cái này cũng là cái điều mà gì không đúng với thực tế. Với cái dạng câu này thì đối với danh từ hoặc tính từ đuôi na các bạn cộng thêm nara. Còn trường hợp là động từ thì chúng ta có thể chuyển về gì?
thể điều kiện là ba areba, hoặc là chúng ta có thể chuyển về tara dạng quá khứ đúng không, thì chúng ta chuyển về tara. Tuy nhiên cái trường hợp động từ ấy, thì đa phần thì nó sẽ chuyển về tara. Còn đối với tính từ đuôi y thì chúng ta bỏ y cộng với kireba. Các cái dạng này thì nó tùy theo dạng của động từ, thì hoặc là bà hoặc là tara. Còn danh từ thì lúc nào cũng là gì, nara, tính từ đuôi na cũng là na. Còn với tính từ đuôi y thì chỉ là bà. Ý nghĩa của nó thì đều giống nhau. Để nói về một cái giả sử, một cái tình huống nào đó nó xảy ra thì sẽ như thế này, nhưng mà thực tế thì nó ngược lại. Hay, như vậy là trong bài này chúng ta đã cùng học 5 cái mẫu câu liên quan đến giả sử một cái tình huống nào đó. Các bạn hãy làm bài tập với bài số 6 này. Đấy nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.